Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái máy của Mỹ. Máy cát nha anh em. Mình tiếng phổ thông mình hay gọi là máy ke tẹt á. Máy rất là lạ cho nên là mình chỉ quay lên sóng cho anh em xem. Rồi anh em vào đánh giá, như thực sự là cái máy này mình không có rành. Máy của Mỹ, máy đập thùng. Máy đập thùng của Mỹ. Đập thùng mới 100%. Đây, quay bên này 6 như lọc máy cho anh em xem. Trong này ánh sáng nó hơi yếu. Thấy máy hải quá, quay phim luôn. Máy này được anh chủ tàu tiết lộ là hệ thống dầu của nó là chạy bằng phun xăng điện tử, phun dầu điện tử. Ở đây mình thấy cái tục bô của máy rất là lạ. Cái đầu lấy gió của nó đây là đây. Cái bộ lấy gió của tục bô. Như bộ lấy gió này mình làm sạch rồi mình cũng có thể thay được. Ở đây ra hai co ống bô. Đây. Ống bô muốn bằng cái canh 20 lít gì á. Hai co ống bô. Bô nữa, hai tục bô. Ở sau này có một cái tục bô nữa. Tục bô này được gắn phun hợp, nó phun hợp đi ha. Còn tục bô kia nó gắn theo kiểu lộ thiên bên ngoài. Cái máy nó có rất nhiều cái chi tiết để quay cho nên mình sẽ dành thời gian để quay cho cái máy trước, rồi sẽ quay hộp số và một số những cái máy khác trong con tàu hơn 20 tỷ này cho anh em xem. Đây, lắp máy của máy ke tẹt ha anh em. Đây là hệ thống điện, hệ thống phun dầu điện tử. Những cái máy khác thì mình có thể mô tả một số cái chi tiết cho anh em rõ. Ở cái máy này nó cấu tạo của máy nó rất là lạ cho nên là mình sẽ review lại tổng thể máy rồi anh em vào xem đánh giá. Chứ thật sự là đối với cái máy này chắc chắn mình không rành rồi. Nhưng ở này là phần bơm nước của máy nè. Phần bơm nước đầu vào để làm mát nè. Đây, có cái bơm từ ở trong máy ra. Nó bơm với đường ống 90. Đường ống này bằng đường ống sắt luôn. Đường ống 90. Sau đó qua bên một cái hệ thống này. Một hệ thống này, rồi từ hệ thống này sẽ đi lên lại cái bình nước ngọt ở đằng kia. Đây là bình nước ngọt của máy Mỹ. Đây, hệ thống nước nó đi xung quanh máy đây. Quay cho anh em xem. Hệ thống vào nước. Máy này sơn màu hơi vàng mà vàng ngà ngà nha anh em. Cái đặc thù của máy Mỹ là mình thấy nó hay sơn cái màu vàng như thế này.
màu vàng mở ra theo kiểu giống như máy cung pin vậy á. Tại đây là phần khu vực cần ga. Cái bộ ga của nó tăng giảm bằng điện. Đây, đây là cái cần dây ga. Cần dây ga ở đây có một cái bộ tăng giảm của cần dây ga, nhưng qua bên này là khi tăng giảm xong là nó có hệ thống điện nối vào máy. Là đối với những cái máy bằng cơ, khi mình tăng giảm ga là nó sẽ đi trực tiếp vào trong máy. Nhưng cái bộ máy Mỹ này thì hệ thống tăng giảm ga là tăng bằng điện. Đây hệ thống tăng giảm ga đây. Và nó qua cái hệ thống điện này, nó đi lên thẳng vào hệ thống điện trong máy. Cái video này có lẽ nó hơi dài, mình mới mô tả hết cho anh em xem được, bởi vì cái máy này mình không có rành. Đây là cái phần hộp số, nhưng mà chắc nữa mình quay sau, bởi vì cái thời gian mà khám phá cái máy này trước. Đây, hai cổ ông bô của máy. Mình sẽ qua bên này và quay cái phần thông số kỹ thuật của máy cho anh em xem nha. Đây, cái bình nước ngọt của máy nó thiết kế khá là gọn. Và cái hệ thống làm mát cho nước ngọt thì có cái bộ tản nhiệt lộ thiên ra bên ngoài. Mới kiêng xì beng không? Đây, bộ tản nhiệt. Ở các cái máy giang ma máy gian ma và máy Komatsu thì mình không có thấy cái bộ tản nhiệt này, nó làm full box luôn. Còn ở này họ làm cái bộ tản nhiệt lộ ra bên ngoài. Mình sẽ qua bên kia quay cái phần thông số kỹ thuật của máy cho anh em xem. Ở đây là đường ống dầu vào, nó qua một cái phải đường ống dầu rồi. Đúng rồi, đây là cái đường ống dầu. Đường ống dầu nó qua một cái hệ thống bình lọc ở đây, và nó di chuyển đến đường ống này, nó đi đến cái phần này. Đây, nó đi đến phần này của máy. Ở đây có cái phần bơm dầu. Đây là cái, có lẽ là cái bộ bơm dầu này, có đường ống dầu này. Ống dầu đi lên đây này. Đây là cái đường ống dầu sẽ đi lên trên này và bắt đầu nó chia ra, nó đi vào trong máy để mình kiểm tra thử. Đường ống dầu nó đi một cách rất là khó hiểu. Nó chia ra, nó đi xuống dưới này. Hệ thống co dầu của nó đi, nó giấu ở trong, mình không kiểm soát theo cái hệ thống co dầu của nó được. Bởi vì cái máy này nó không giống như những cái máy khuôn dầu bằng cơ. Những cái máy khuôn dầu bằng cơ thì nó sẽ lộ rõ 6 cái con heo dầu để phun vào 6 máy. Còn hệ thống máy này nó sẽ phun dầu bằng điện tử. Mình sẽ đi qua bên này để quay cái phần thông số kỹ thuật của máy cho anh em xem. Đây, thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật của máy đây anh em là
873 HP nha anh em. 873 mã lực. Đây, bên này nó có những cái bầu lọc nhớt của máy. Bên này có lẽ là phần châm nhớt. Phần châm nhớt và phần cần nhớt. Đây có cục đờ của máy này. Có cục kích. Cục kích to quá trời luôn. Đờ của máy. Này cái ống này là gì mình không rõ. Này là phần chắc là phần này. Châm nhớt với xẻ nhớt. À này chắc là cái ống này là cái ống bơm nhớt ra để thay nhớt. Đúng rồi. Cái này là cái cần thay nhớt. Đỡ thuộc cái cần này là nó bơm nhớt ra. Ở đây châm nhớt vào. Ở đây là cần thâm nhớt. Đây là hai cái bình lọc nhớt của khác luôn. Máy này 873 mã lọc anh em. Đây, 873 mã lọc. Máy lọc vào xúc thống tấp lô. Phần tấp lô này là phần tấp lô ở dưới thôi. Này nó có những cái bộ điều khiển điện tử của nó là mình không có rõ nắm hết được. Đây là cái bảng tấp lô của cái máy chạy điện, cũng là cái máy khuôn dầu điện tử luôn nha anh em. Máy sơ 4. Đây là máy